nhiều người dân Hà Nội chắc hẳn đã có một đêm 6 tháng 3 năm 2020 rất khó ngủ. Gần 2 giờ sáng ngày 7 tháng 3 năm 2020, rất đông phóng viên báo chí vẫn tập trung ở khu vực phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Đây là nơi cư trú của cô gái 26 tuổi, người thứ 17 ở Việt Nam được phát hiện dương tính với COVID-19. Cô gái này đã đi nhiều nước ở châu Âu rồi về Việt Nam, sống trong một căn nhà trên phố Trúc Bạch rồi bị phát hiện bệnh. Thông tin Hà Nội có ca bệnh COVID-19 đầu tiên gây bão trên mạng xã hội được dư luận đặc biệt quan tâm, khiến báo chí cũng căng mình tác nghiệp cập nhật thông tin tại điểm nóng Trúc Bạch từng giây từng phút. Hành trang tác nghiệp của phóng viên tại điểm nóng này không chỉ có đồ nghề như máy ảnh, máy tính mà còn có khẩu trang, nước sát khuẩn. Họ tập trung ở khu vực này khi nghe thông tin vào tối ngày 6 tháng 3 và cho đến ngày 7 tháng 3 để trực ở hai đầu đoạn phố Trúc Bạch bị lập hàng rào phong tỏa khu vực có bệnh nhân COVID-19. Nhiều phóng viên cho hay với những sự kiện nóng phải tác nghiệp xuyên đêm, tòa soạn sẽ có cơ chế người thay để đảm bảo thông tin đầy đủ nhất cho khán giả, độc giả. Hôm nay đến đây thì tôi cũng chuẩn bị khẩu trang và nước rửa tay, lúc nào tôi cũng mang theo người. Đặc biệt là trong thời gian tác nghiệp mùa dịch này thì lúc nào tôi cũng chuẩn bị những cái sản phẩm đó để đề phòng dịch. Thì hôm nay thì tuy là đêm thì cũng muộn và các đoàn xe cấp cứu cũng đã ra về hết rồi, nhưng mà để cung cấp được thông tin kịp thời và cập nhật những thông tin mới nhất diễn biến tại khu vực cách ly ở Trúc Bạch, Hồ Tây thì tôi vẫn ở lại đây đến thêm vài tiếng nữa để chờ đồng nghiệp đến thay ca, thay phiên trực tiếp. Ở một nơi khác cũng thuộc Hà Nội, rất nhiều phóng viên không thể ngủ trước thông tin về cuộc họp khẩn lúc nửa đêm của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, bệnh nhân nữ 26 tuổi này tự biết mình có khả năng lây bệnh nên chủ động không tiếp xúc với mọi người, đặc biệt là người nhà của mình. Tuy nhiên, cô này lại không chủ động khai báo với nhà chức trách, điều này đã khiến hàng trăm người phải chịu ảnh hưởng. Những thông tin mới nhất cứ dồn dập trên các trang báo. Một đêm Hà Nội không ngủ vì cô gái nhiễm COVID-19 thì phóng viên cũng có một đêm trắng tác nghiệp.